Ok, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài phiên bản Node.js. Giả sử như là có một tình huống như này, khi các bạn làm một dự án mà với cái phiên bản Node.js đang là cao nhất, những dự án mới nhất thì không sao, nhưng mà nếu các bạn làm mà những dự án mà nó cũ hơn, đúng không? Thì khi đó cái phiên bản Node.js nó phải cần thấp hơn. Thì khi các bạn bước vào một cái môi trường gọi là công ty, đúng không? Thì sẽ có những dự án mới và sẽ có những dự án version thấp hơn, đúng không? Thì để làm sao các bạn có thể hài hòa điều phối được những điều đó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một cái công cụ có thể hỗ trợ các bạn chuyển đổi version các phiên bản của Node.js nha. Đó. Thì hiện tại thì để mà cài được ấy, thì các bạn sẽ phải vào trang của thằng MVM, đúng không? Thì ở đây mình có một cái link này đây. Thì các bạn mình sẽ gửi cái link này vô cái phần mô tả hay là bình luận của YouTube ha. Thôi, hiện tại đây các bạn thấy các version của nó, đúng không? Thì trang của nó sẽ là github.com sạc Corey Butler và MVM Window Release. Release chính là các phiên bản của nó. Thì các bạn sẽ vô cái link này. Thì các bạn lăn xuống thì ở đây là cái phiên bản mới nhất của nó, latest của nó là 1.1.12 ha. Rồi. Và nó còn các phiên bản thấp hơn. Thì tùy các bạn thôi. Nếu các bạn muốn download mới nhất thì cũng được. Thì mình khuyến khích là các bạn sẽ bấm vô cái các bạn đang ở phiên bản này, đúng không? Rồi các bạn muốn download phiên bản 1.1.12 thì các bạn sẽ lăn xuống dưới đây. Các bạn cài cái MVM setup.zip nha. Thì khi cài về các bạn sẽ có một cái file zip, một file nén, thì các bạn sẽ giải nén nó ra và các bạn sẽ chạy cái file SE. Thì do hiện tại mình đã cài NVM rồi. Rồi sau đó là các bạn sẽ vô đây, các bạn gõ CMD, các bạn gõ CMD thì các bạn sẽ vô phần là Runtime Checker. Ok, thì các bạn vô đây để các bạn kiểm tra được version của thằng NVM cài được chưa. Trước tiên là mình sau khi mình chạy cái file SE xong, đúng không? Thì mình sẽ kiểm tra nó bằng cách đó là mình sẽ kiểm tra là NVM version đó. Thì hiện tại là do máy mình đã cài phiên bản 1.1.10 rồi, cho nên là mình sẽ có cái phiên bản thông tin này. Còn nếu mà các bạn chưa có cài đặt đó, thì khi các bạn gõ lệnh này thì nó sẽ báo là cái NVM nó sẽ không có nhận ra Inode Recognize gì đó, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp là npm list. Npm list thì mình sẽ hiện tại đây mình đang có gọi là ba phiên bản Node.js ha. Đó, thì hiện tại là mình đang dùng cái version là 20.17.0 ha. Đó. Thì để mà chuyển đổi với các version đó thì các bạn sẽ như thế nào? Thì các bạn sẽ dùng theo câu lệnh là npm use và các bạn gõ đúng cái phiên bản mà ở trong đây nó đã có nè. Ví dụ mình muốn dùng phiên bản đó là 14.21.3. 14.21.3. Đúng không? Đó, thì các bạn thấy là bây giờ nó đã sử dụng cái node này rồi. Đúng không? Thì mình có thể kiểm tra lại là node có lộn node trừ v hay là node version cũng được. Đó. Hình như là trừ trừ version. Đó, nếu mà node trừ trừ version thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó là phiên bản 14.21.3. Đúng không? Nó là cái phiên bản mà mình chọn nè. Thôi. Thì để quay lại phiên bản cũ thì các bạn chỉ cần gõ là npm use là chọn đúng cái tên phiên bản của mình. Ở đây dù mình dùng lại phiên bản mới ha, thì là 20.17.0 thì sẽ là 20.17.0 đó.
Đây, sau đây mình có lệnh là MMU 20.17.0 thì nó đã sử dụng cái nốt là V20.17.0 ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nạp. Nếu mà các bạn muốn nạp thêm phiên bản của Node.js thì các bạn sẽ vô trong cái link, các bạn gọi là Node.js download version for Windows. Rồi, các bạn sẽ vô trong cái trang đầu tiên ha. Các bạn sẽ vô cái phần mà các bạn có thể xem tiếp đây. Thì đây là có các version của thằng Node.js nè. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ cần kiểm tra nó, thì các bạn muốn nạp version nào thì sẽ có version đó. Ví dụ đây là máy của mình đó. Hiện tại là máy mình là hiện tại đang có gọi là ba version ha. Ví dụ như là 20.17.0 đúng không? 18.20.4 và 14.21.3. Ok, mình nếu mà mình muốn nạp version khác. Ví dụ bây giờ mình đang có ba version này thì mình sẽ nạp thêm version, ví dụ mình nạp thêm version giữa đi ha, là 16 đi ha. Mình sẽ kiếm thằng nào mà version 16. Đây, ví dụ đây mình có cái version là 16.20.0 ha. Đó, 16 thì sẽ có là version là 16.20 chấm, ở đây có 20.2 luôn ha. Thì .0.2 cũng được. Rồi. Mình sẽ tiến hành để mà download được version của nó thì sẽ là npm install gọi đúng tên version của nó là 16.20.2. Mình sẽ gọi là 16.20.2. Rồi. Đó, mình nạp nè. Thì cái cách này là cái cách mà các bạn sẽ thêm cái version Node.js mà các bạn muốn mong muốn vào cái npm này ha. Thì npm này chính là viết tắt của chữ Node Version Manager. Đó, thì nó nói là phiên bản mình đã được cài xong nè. Thì nó nói là nếu mà mình muốn sử dụng cái version này thì mình sẽ nhập cái này ha. Thì hiện tại là mình không muốn sử dụng version này, mình muốn sử dụng version cũ thôi. Đó, thì mình sẽ kiểm tra lại bằng câu lệnh là npm list. Thì các bạn thấy ở đây trong máy mình bây giờ hiện tại là có 4 version. Đúng không? Thì khi các bạn gọi node trừ v, tức là kiểm tra phiên bản node hay là node trừ trừ version thì đó, hiện tại mình đang dùng thằng này. Đúng không? Vậy mình quay lại thằng này rồi. Đó. Thì ở đây mình sẽ tổng hợp ba câu lệnh mà các bạn cần nhớ ha. Mình sẽ gọi là test. Ok, mình sẽ vô Notepad mình tổng hợp ba câu lệnh mà các bạn sẽ cần nhớ. Thứ nhất đó là bước 1 thì các bạn phải cài npm đúng không? Thì đường link thì mình sẽ để sau. Bước 2 là các bạn sẽ kiểm tra npm. Cài npm đây là mình cài file SE các bạn. Rồi, thứ hai là mình sẽ kiểm tra npm. Thì sẽ kiểm tra bằng cách nào, đó là mình gõ câu lệnh là npm version đúng không? Nếu mà có thì nếu mà các bạn đã cài đặt được rồi á thì nó sẽ hiển thị cái tên phiên bản. Rồi, cái bước 3 là nãy là do máy mình đã có các phiên bản Node.js, thì bây giờ nếu mà trong trường hợp các bạn máy các bạn chưa có phiên bản Node.js nào thì các bạn sẽ gõ câu lệnh là npm install và các bạn chọn là tên của version, ví dụ như là 16.0.2 đi, ví dụ vậy. Đó, ví dụ thôi nha. Đây là tên version của nó. Đúng không? Tên version Node.js. Rồi. Cái bước 4 á thì các bạn nạp xong, đúng không? Thì mặc định nếu mà các bạn nạp cái thằng mới dụng máy các bạn chưa có nốt nào thì nó sẽ lấy cái thằng nốt đầu tiên. Còn nếu mà các bạn nạp từ thằng thứ hai thứ ba thì nó sẽ hỏi là nếu các bạn muốn sử dụng này kia thì các bạn sẽ dùng một câu lệnh đó là npm su cũng là tên version nó z để các bạn sử dụng cái đúng cái version mình mong muốn ha. Đó. Rồi, để kiểm tra những cái danh sách của các phiên bản Node.js đã được cài đặt trong cái npm của các bạn đó thì
các bạn cũng có thể kiểm tra là npm list đúng không? Chỉ cần gõ npm list thôi là nó sẽ hiển thị ra một đống những cái đầy đủ tất cả các version mà đã nạp vô cái npm. Ok, thì hiện tại là cái video của mình chỉ giới thiệu để các bạn biết cách chuyển đổi version giữa các node, phiên bản node, để khi các bạn chạy những dự án mà ví dụ như là thường dụ Angular đó, hay là Node.js gì đó, thì có những dự án nó sẽ có cái version nó cao đúng không? Có những dự án version thấp thì các bạn sẽ dùng tương thích. Dùng tương thích thì các bạn chỉ cần là mình nạp đầy đủ cái phiên bản rồi mình use là được. Đấy. Ok. Mình xin kết thúc video tại đây nha.